Sorry chứ. How Fine. How are you? I'm fine too. Yes, I love your shirt. You have a very pretty shirt. Shirt. Looks very pretty. Okay, let's check your homework. Here. We have gone. Yes, five. We spent. Yes, number three. Has explained. No. Hiện tại nhé, bạn đang viết như này. Thế thì chú ý cho cô là các từ như là someone này, somebody này, anyone này, đấy, no one này thì sẽ cộng với cả động từ số ít nhá. Đấy, thế thì có nghĩa là đây phải là chuyển have checking thành gì nhỉ? Has taken. Nhớ cho cô cái phần này nhá. Someone này, somebody này, anyone này, no one này, everyone hay là everybody, đấy thì sẽ cộng với động từ số ít ấy. Nghĩa là mình sẽ chia giống như là chia he she it ấy. Chia giống như là chia he she it. Thế bây giờ mình sẽ viết một cái ví dụ để thế nào gọi là động từ số ít. Ví dụ: he has ở đây chính là động từ số ít đúng không? Đây, has chính là động từ số ít. Quý cho cô đấy, cứ chỉ cần nhớ thế thôi. Các từ này cộng với động từ số ít đấy, chia giống như là chia he she it ấy. Như chia he she it. Delivered, đúng rồi. Six. Hasn't finished. Yes. They haven't seen. Yes. I heard. Haven't seen. One ở đây nhá, mình sẽ dùng là be. Đây, quỹ. Nghĩa là bạn sẽ học thuộc theo kiểu cụm nhá. Từ fund này, từ fund này là quỹ. Quỹ. Đấy, quỹ như quỹ tiền ấy, nghĩa là raise fund là gây quỹ, là gây quỹ. Ví dụ như là có thể là quỹ từ thiện chẳng hạn. Cái dấu này nó khó hiểu ấy. Đấy. Ví dụ như là quỹ từ thiện. Nhiều loại quỹ.
raise nhá, raise fund. Khi nhìn thấy từ fund ở đây thì mình dùng từ raise. Để mình cứ học thuộc theo kiểu gì nhỉ? Học thuộc theo cụm nhá. Cụ này sẽ phải viết vào nhé, vì nó sẽ gặp rất nhiều. Sao ông Nguyễn toàn gọi con đúng cái lúc mà con học thế nhỉ? Cho cô nhá. Raise fund. Raise fund. Raise fund. Fund này nghĩa là quỹ. Đấy, còn raise là nâng lên đúng không? Thế thì nhưng mà ở đây trong trường hợp này mình sẽ không thể dịch là nâng lên được, mà mình sẽ dịch là gây quỹ. Đấy, gây quỹ. Thế thì mình về nhà mình sẽ phải học thuộc những cái mang tính gọi là, đây những cái gọi là mang tính cố định rồi đúng không? Nghĩa là từ này sẽ đi với động từ này, thì mình về nhà mình sẽ học thuộc 3D này. I don't know, là C2C đúng rồi. Tradition là một cái truyền thống, nghĩa là những người dân Việt Nam đã có truyền thống giúp đỡ người khác từ những ngày đầu thành lập đất nước. Từ những ngày đầu thành lập đất nước thì những người Việt Nam đã có truyền thống tradition. Đấy, giúp đỡ mọi người khác, giúp đỡ những người khác. Rồi, bạn làm đúng rồi đấy. Câu 3 là sao? Thế bây giờ câu 3 mình đã học rồi thì con có thể dịch cho cô câu 3 được không? Người tình nguyện viên thường giúp đỡ mọi người một cách sẵn lòng. Một cách sẵn lòng và không ấy, không tiền. Không cần tiền công đúng không? Không cần tiền công. Ai rồi benefit. Thế bây giờ câu 4 nhé, bạn cũng thử dịch cho cô câu 4 xem nào. Thử dịch cho cô câu 4. Dịch vụ công cộng là một việc chúng ta làm vì lợi ích cho cộng đồng. Đúng rồi, dịch vụ cộng đồng là việc mà chúng ta làm vì lợi ích của cộng đồng. Yes. Number 5C. Yes. Encouraging thì đây gọi là khuyến khích, thì nó phải là khuyến khích làm gì, ví dụ khuyến khích ai làm gì. Thế thì ở đây chỉ mới có ai thôi chứ chưa có từ làm gì, thì mình dùng là gì? Bạn có thể làm công việc tình nguyện này. Bạn có thể làm công việc tình nguyện bằng cách tutoring là gì nhỉ? Kèm học tutor ấy. Kèm học trẻ em từ các gia đình như nào? Poor là như nào nhỉ? Nghèo. Đúng rồi. Nghèo. Kèm học cho các gia cho các trẻ em đến từ các gia đình nghèo ở đâu? Ở cộng đồng. Ngoài cộng đồng của bạn. Ví dụ như khu phố của mình chẳng hạn, mình có thể kèm học cho các, ví dụ mình học lớp 7, mình có thể kèm cho các em lớp 4, lớp 5 chẳng hạn. Các em lớp 4, lớp 5 ở trong các gia đình nghèo có điều kiện đấy. Để tutor nhá. Đấy. Thì nó sẽ là cả là động từ. Và cả là danh từ. Thế thì động từ sẽ là kèm học. Còn
Còn danh từ sẽ là ta. Như ngày xưa cô cũng là một tutor, ngày xưa cô cũng làm gia sư. Đấy, ngày xưa cô công việc cũ của cô là tutor, còn bây giờ lên làm teacher. Hồi sinh viên sẽ làm tutor, hồi mà mình còn đi học ấy thì mình có thể làm tutor. Còn mà ví dụ mình ra ngoài rồi mình đã tốt nghiệp thì sẽ là lên teacher như bây giờ. Ok. Đã xong rồi đúng không? Bây giờ đến cái phần này nhá, thì về cơ bản thì cô thấy là con đã nắm được cái cách làm rồi, nhưng mà có một số lỗi nhỏ nhỏ. Ví dụ như câu 1. Ở trong này bạn ghi là my favorite hobby is collect. Nhưng mà hôm trước cô đã dạy qua một lượt thì bây giờ mình sẽ áp dụng my hobby is bây giờ đây là câu của Mi đang viết như này nhá. Nhưng mà sở thích của tôi là thế sau là phải là một danh từ hoặc một verb in nhá. Is là nhá. Mình còn nhớ là to be sẽ đi với danh từ hoặc verb in đúng không? To be sẽ đi với danh từ hoặc verb in, vậy ở đây mình sẽ thành là gì? Collecting. Đúng rồi, collecting nhớ nhá. To be sẽ đi với cả danh từ hoặc verb in đấy. Tất nhiên là ở đây là trong trường hợp nó là câu chủ động, câu chủ động. Trong câu bị động thì sẽ khác, nhưng đây là câu chủ động, đúng chưa? Câu chủ động. Mình sẽ dịch ra là gì? Sở thích của tôi là gì? Siêu tập chai thủy tinh đấy. Thế thì ở đây mình sẽ phải biến cái cụm này nó thành một gì? Một danh từ. Mà muốn biến động từ thành danh từ thì chúng ta sẽ thêm gì đấy? Đúng rồi, thêm ing. Muốn biến động từ thành danh từ thì sẽ thêm ing. Đấy. When brother usually rides a motorbike. Câu của con thì câu này đúng rồi, nhưng mà viết thêm một cái nhé. Brother usually go rides a motorbike. Đi đâu? To gì? To work. Đúng rồi, mình viết thêm to work vào cho cô nhé. Nghĩa là sẽ đi xe máy để đi đâu? Đi làm. Nếu như mình viết thiếu to work thì nó sẽ hơi thiếu ý. Cấu trúc của mình thì đúng, nhưng mà hơi thiếu ý thì mình sẽ viết thêm to work và để nó đầy đủ ý. Ok. Finished. Yes. Còn câu này này. Câu 3 thì bạn làm đúng rồi nhá. Câu 4. Sweep. Xuyên nữa thì đúng. Nó có một nó hơi sai một tí thôi. Con biết hiện tại con đang nói là Linh. Don't. À, thế Linh có don't được không? Từ Linh là ngôi ba số ít thì phải dùng gì nhỉ? Doesn't, đúng rồi, doesn't. Đấy, những lỗi này là những lỗi kiểu nhỏ nhỏ mà các bạn thường ví dụ viết nhanh quá là mình sẽ hay bị quên đúng không? Đấy, về sau mình sẽ... Với cả một lỗi nữa. Còn nhớ các sau các động từ chỉ yêu thích ghét. Các động sau phải là verb gì nhỉ? Các con còn nhớ vào sau các động từ mà love, like, hate, dislike thì phải là verb gì? Mình thì cười. Thầy cố mở lại vở xem đọc cái bài mà sau các động từ chỉ sự yêu thích ghét ý, ngay bài 1 ý, thì sẽ là verb gì? Xong rồi mình sẽ học thuộc cái phần đấy. Verb in. Rồi đấy, đúng rồi. Học thuộc cho cô cái phần đấy rất là quan trọng nhá. Là sau các động từ chỉ sự yêu thích ghét là verb in. Phần đấy rất quan trọng. Còn một phần nữa đây, phần như là các cái chỗ nho nhỏ như thế này cũng để ý cho cô là gì đấy, ngồi ba số ít nhá, dozen nhá, cái lỗi như thế là có nghĩa là mình chỉ là do mình làm hơi nhanh thì mình sẽ bị sai thôi, chứ còn cô nghĩ là bạn đã nắm được rồi, chỉ là do thỉnh thoảng mình làm nhanh quá ấy thì mình bị nhầm.
Ok. Finished. Ok, I'm finished. Và câu 5 này, câu 5 thì đã làm đúng rồi đúng không? Câu 5 thì cái mẫu câu nó cũng tương tự như câu 4. Đấy. Là chủ ngữ này cộng file, cộng với danh từ này, cộng với cả một tính gì nhỉ? Tính từ. Đấy. Trong cái câu này thì là tính từ sẽ không đi với to be đúng không? Trong câu này sẽ không có to be. Đấy sẽ là chủ ngữ này, cộng file, cộng danh từ, cộng với luôn là tính từ luôn. Rồi, thế là câu 5 là bạn đã làm đúng đấy. Thế chú ý cho cô cái chỗ này nhá. Sau các động từ chỉ sự yêu thích hết thì cộng với gì đây? Sau các động từ ấy mà chỉ sự yêu thích hết thì cộng với gì nhỉ? Rồi, verb in. Rồi, cái đấy phải học thuộc nhá, thật thuộc. Nó sẽ là một cái phần ngữ pháp trọng tâm của Unit 1 đấy. Nó là phần ngữ pháp trọng tâm. Ok. Nào bây giờ mình sẽ, cô sẽ hỏi lại cái phần này một chút xem là mình còn nhớ cái cách đọc không nhá. Okay, can you read this word? Rubbish. Yes, very nice. And here? Traffic jam. And this word? Con cứ tự tin lên, đọc sai thì cô sửa cho. Advertisement. À, không phải advertisement nhá, mà chỉ là advertisement luôn. Advertisement. Advertisement. Dạ, yeah, thế thôi. Mình còn không cần phải đọc là tisement nữa, mà mình chỉ là advertisement. Advertisement. And here? Advertisement. Dirty beaches. Beaches. Yes. Nghĩa của từ này là gì? Yes, gravity. Nghĩa từ này là gì nhỉ? Nghĩa. Nghĩa. Còn đây? Tắc đường. Còn đây là gì? Nhiều tờ quảng cáo. Quảng cáo. Biển bị bẩn. Không có cây. And this? Thanh đường. Thanh đường phố. Activity 4. Cái bài này lần trước mình làm rồi đúng không? Activity 5. Activity. Bài này mình cũng đã làm rồi đấy. Thế thì bài này nhá, sẽ là bài tập về nhà của mình, sẽ là sử dụng các từ này để làm thành câu yêu cầu của người ta. Đây là bài về nhà hôm nay. Đấy. Ví dụ last December thì ví dụ mình sẽ là dùng thì gì nhỉ? Nghĩa là người ta cho hai thì quá khứ đơn. Đúng rồi đấy. Thì nghĩa là con sẽ phải sử dụng ví dụ từ last December này để lập thành một câu ở thì quá khứ đơn. Ví dụ như là last December I went to Hạ Long Bay chẳng hạn. Ví dụ thế. Ví dụ thôi. Nghĩa là ví dụ như là tháng 12 năm ngoái tôi đi đến Vịnh Hạ Long. Đây chỉ là cô ví dụ thôi nhá. Nghĩa là người ta cho mình các từ này. Đấy, và mình sẽ chỉ việc đặt câu thôi, đặt câu theo đúng thì. Ví dụ ever dùng thì gì, last spring dùng thì gì, three times dùng thì gì. Đấy, đặt, dùng các từ này để đặt thành một câu hoàn chỉnh. Khi về nhà mình sẽ làm bài này nhé. Đây, còn đây sẽ là bài. Look at the photos here. Look at the photos and read about the following volunteer activities for teenagers in the
in the United States. Thế thì bây giờ nhá, con muốn con xem là có từ nào không? Chưa biết không? Tất cả từ này là mình biết hết rồi đúng không? Còn từ này này, từ này hôm trước đã viết vào vở chưa đấy? Rồi. Biết rồi đúng không? Mural là tranh gì nhỉ? Bích họa đúng không? Tranh bích họa. Tranh tường. Tranh bích họa. Tiếp này. Shelter. Shelter thì sẽ là nhà tình thương. Nhà tình thương là dành cho những cái người mà không có nhà ấy, những người gì homeless, những người vô gia cư. Shelter. Viện dưỡng lão, nursing home nhá. Viện dưỡng lão, nursing home. Thế mình sẽ ghi ở vở cho cô các từ này nhá, vì nó sẽ xuất hiện trong bài đọc của mình, trong các bài tập kiểm tra. Yes. The youth có S ở đây này thì sẽ là thanh thiếu niên. Bây giờ mình sẽ luyện đọc nhé. Nursing home. Nursing home. Nursing home. Yes. Nursing home. And nursing home. Ill. 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 Yes. Ill. And here, shelter. 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 Yes, shelter. And here? Shelter. Youths. 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 Yeah, youths. Youth. And this is mural. 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 Yes, you get mural. Mural. Yes, mural. Mural. Okay. Thế thì bây giờ nhá, mình sẽ làm một công việc như này. Cô sẽ đọc mẫu trước một lần, sau đó con sẽ đọc theo cô nhá. Con sẽ đọc lại câu bằng tiếng Anh, rồi bọn mình sẽ dịch ra bằng tiếng Việt từng câu. Từng câu, từng câu nhá. Okay. Bây giờ cô đọc tiếng Anh trước này, sau đó là bạn sẽ đọc lại. Tutor a younger child or provide homework help before or after school. Or younger child or provide homework before or after school. School after, after school. Yes. Thì nghĩa là gì nhỉ? Kèm học. School. Kèm gì đây? Những một đứa bé nhỏ, đúng không? Hoặc cung gì nhỉ? Provide là cung gì? Đúng rồi, cung cấp sự giúp đỡ. Không, cung cấp sự giúp đỡ làm bài tập về nhà. Đây gọi là cung cấp sự giúp đỡ để làm bài tập về nhà trước và sau giờ học. Ok. Cô dịch lại một lần nữa nhá. Kèm học một em nhỏ. Kèm học một em nhỏ. Hoặc
cung cấp sự giúp đỡ để làm bài tập trước hoặc sau giờ học. Ok. Tiếp câu 2 này cô đọc nhé. Recycle things and teach others how to do so. Recycle things and teach others how to do so. Nghĩa là chỉ cần recycle là tái gì nhỉ? Là chế những thứ lại và dạy cách cách để làm điều đó chính là điều gì? Tái chế này. Tái chế, đúng chưa? Tái chế các đồ vật và dạy những người khác cách làm điều đó. Cách làm điều đó chính là cách gì? Cách tái chế đấy. Tiếp này. Plant trees in public areas where the whole neighborhood can enjoy them. Plant trees in public areas where the whole neighborhood can enjoy them. Yes. Nghĩa là trồng cây ở những khu vực public areas thì mình có thể dịch là gì? Khu vực công gì nhỉ? Ví dụ như là đúng rồi, khu vực công cộng. Yes. Trồng cây ở những khu vực công cộng, nơi mà tất cả cái khu mình ở ấy, tất cả những người mà ở khu nhà mình có thể gì? Tận hưởng chúng, tận hưởng cái bóng mát ấy, tận hưởng cái cây này, tận hưởng cái bóng mát ấy. Okay. Tiếp nào, donate blood. Donate blood. Yes, là gì nhờ? Hiến máu. Yes, very good. Tiếp này, talk to and sing for the elderly at a nursing home. Talk to and sing for the elderly at a nursing home. Yes, bạn có thể dịch câu đấy không? Hát, nói chuyện và hát cho những người già ở viện dưỡng lão. Yes, right. Tiếp này, make blankets for children who are very ill. Make blankets for children who are very ill. Thế câu này nghĩa là gì nhỉ? Làm cái khăn blanket chăn chăn ý, chăn mình đắp ý. Làm chăn đắp cho trẻ em, ai, những người bị ốm. Yes, right. Tiếp nào, cook a meal at a shelter for homeless youth and families. Cook a meal at a shelter for homeless youth and families. Youth and families. Youth and families. Câu này nghĩa là ý là gì nhỉ? Nấu ăn cho những nhà tình thương. Nấu ăn ở nhà tình thương cho ai? Cho những thanh thiếu niên và gia đình. Gia đình như nào nhỉ? Vô gọi là người vô gia cư. Từ này chỉ là vô gia cư thôi con ạ. Còn khi nào có từ people mới là người vô gia cư. Ở đây nghĩa là nấu một bữa ăn ở nhà tình thương cho những thanh thiếu niên này và các gia đình vô gia cư. Cho các thanh thiếu niên và các gia đình vô gia cư. Tiếp nào, paint a mural over graffiti. Paint a mural over graffiti. Yes, nghĩa là gì nhỉ? Tường
sau những cái tranh đường phố. À, cái này không phải là sau mà là vẽ những cái bức tranh bích họa đè lên, over đè lên những cái tranh đường phố. Nghĩa là những cái tranh bích họa là những cái tranh rất là đẹp, như là vẽ đường phố hay là vẽ cây cối, vẽ chân dung đúng không? Thì vẽ những cái đó đè lên những cái bức tranh mà đường phố graffiti mà viết các cái chữ đấy, thì những cái chữ đấy nó không đẹp cho đường phố, thì mình sẽ vẽ những cái tranh đẹp hơn đè lên đấy. Ý là như vậy. Thế thì đây chính là các cái công việc volunteer, các cái công việc tình nguyện ở trọ của ai đây? Các thiếu niên ở đâu nhỉ? In the United States là ở đâu đấy? Ở Mỹ. Mỹ, đúng rồi, ở Mỹ. Đấy, United States là ở Liên bang Hoa Kỳ đúng không? Ở Mỹ đấy. Tiếp nào. Bây giờ nhá, người ta sẽ yêu cầu là nhìn các cái A, B, C, D và match với cả 1, 2, 3, 4. Now, offering coupons for free chicken noodle soup for the poor in Hanoi. So, A with 1, 2, 3 or 4. With one, right? With one. Nghĩa là đưa các phiếu ăn, offering coupons, các cái phiếu ăn cho món phở gì đây nhỉ? Chicken noodle soup là phở, phở gà đúng không? Chicken noodle soup. Phở gà miễn gì đây nhỉ? Free là miễn gì? Miễn phí. Rồi cho những the poor là ai? Người nghèo ở Hà Nội. Yes, đúng rồi. Thế là có một câu tiếp này. Giving away warm clothes to homeless people in Hanoi. So B with 2, 3 or 4? Two. Câu này bạn thử dịch cho cô nghĩa là như nào nhỉ? Cho những cái áo ấm cho những người vô gia cư ở Hà Nội. Yes. Now see, offering meals at 5 Vietnam dong for the poor in Quảng Nam province. Four. Yes, four, right. Thế nghĩa là gì nhỉ? Cung cấp những bữa ăn gì? 5.000 cho những người nghèo ở Quảng Nam. Ừ, ở tỉnh Quảng Nam đúng không? Tiếp câu đi. Tutoring children from poor families in Ho Chi Minh City. Chị ngon. Bạn có thể dịch cho cô câu này không? Cái cô vừa cho chép đây, tutor ấy là gì đấy, kèm gì nhỉ? Kèm học cho trẻ em ở những người nghèo, trẻ em nghèo, gia đình trẻ em nghèo ở Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh. Kèm những trẻ em đến từ, from là từ ấy, kèm học cho những chị em đến từ các gia đình nghèo, from poor families, đến từ các gia đình nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh. Yes, right. Thế thì đây nhá, ở đây người ta có một bài này là read the text about volunteer work in the United States. Thế thì bây giờ mình sẽ xem có từ nào không. Mình sẽ đọc bài này. Đấy, mình sẽ đọc bài này nhá. Mình sẽ luyện đọc thật hay. Thứ nhất là luyện đọc luôn, là luyện đọc phát âm luôn. Thứ hai là có một số từ mới ở đây thì mình sẽ gạch vào. Statistics, từ này thì cũng chưa cần học thuộc đâu. Từ này không cần thiết học thuộc đâu. Nên cũng chưa cần học thuộc. Population, từ này sẽ học thuộc này. Cô bảo từ nào nhá thì bạn mới viết từ đấy.
Đây. Population, từ này đã biết chưa nhỉ? Như là dân số này. Phổ biến. Dân số. À, từ phổ biến là popular cơ, popular. Còn đây là population nhé. À, là dân số. Dân số ấy nghĩa là số dân của một quốc gia. Còn raise money này thì mình có thể nó cũng tương đương nhé, tương đương với cái gì đấy, raise fund thì mình có thể nói là gì, gây quỹ chẳng hạn đấy. Gây quỹ, thành lập quỹ hay là quyên góp tiền. Mình có một số gọi là cách dịch, mình có thể dịch một cách uyển chuyển nhé. Nghĩa là tùy vào trường hợp mình có thể dịch nào cho hay. Tiếp này. Tutor thì mình đã check rồi, thế thì tutor nó sẽ bằng với từ mentor. Yes. Thế bây giờ mình sẽ lại đọc nhé. Từ này thì cô, con có thể viết vào sách thôi cũng được, cũng chưa cần thiết học thuộc. Ví dụ như từ này nó sẽ là thống kê. Từ này thì cũng chưa cần thiết học thuộc. Nhưng mà cô cứ viết đây để mình biết, để mình lát nữa mình còn dịch. Đây mình sẽ lại đọc nhé nào. Population. 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 Yes, population. Tiếp này, raise money. Raise money. Yes, raise, raise, okay, raise money. Money. Yes, here. Now here. Transportation, transportation. Transportation. Yes. Transportation. Yes. And this is mentor, mentor. 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 Yes. So mình sẽ đọc thì một ý là gì? Mentoring. Mentoring. Mentor. Mentoring. Yes. Nào bây giờ bạn đọc lại cho cô từ này xem. Mentoring. Population. Yes. And here? Transportation. Yes. And this? Transportation. Mentor. As mentor. Okay, great. Nào, bây giờ nhá, cô đọc mẫu trước một lần. Cô muốn bây giờ cô đọc mẫu trước xong đó về nhà nhá, con sẽ thứ nhất là học thuộc hết từ mới và cái thứ hai là bạn luyện đọc cho cô bài này, hôm sau cô sẽ kiểm tra là thử bạn thử đọc to lên xem là mình đã đọc tốt chưa. Bây giờ cô đọc mẫu trước nhá. Ok. Cô đọc mẫu xong thì mình có thể nghỉ đấy. Thì bạn chú ý nghe nhá. Cô sẽ đọc rất là chậm này. In the United States, okay? In the United States, almost everyone at one time or another has been a volunteer. According to US government statistics, about one-fifth of the American population does volunteer work each year. Americans have had the tradition of volunteering
and helping one another since the early days of the country. Americans volunteer not because they are forced or paid to do it. They enjoy it. Traditional volunteer activities include raising money for people in need, cooking or giving food, doing general labor, such as cleanup projects and home repair, providing transportation, such as giving rice to the elderly, and tutoring or mentoring young people. Đó, thì bạn cứ khi nào về nhà nhé, bạn chỉ cần đọc theo đúng cái speed là gì, cái tốc độ như cô tôi đọc từ từ nhé, coi như đây là một bài vừa đọc này, vừa để hiểu này. Đấy, luyện phát âm luôn nhé, coi như một bài luyện phát âm và bạn đọc to và rõ ràng. Đấy, các từ, ví dụ một số từ mình sẽ đọc thêm là statistics nào, statistic, ok, statistic này, hay là từ này là từ general, yeah, statistics, đây là general, chắc từ này biết rồi, general này, đây là labor, đấy, labor, đây là repair, repair là sửa đấy, nghĩa là sửa gì, home repair là sửa cái gì? Sửa cái gì mới đang ở trong sửa nhà. Yes, đúng rồi. Statistics này, general labor này, repair. Đấy, thế thì về nhà nhé, làm cho cô một công việc là cô sẽ gửi bài tập. Cái bài vừa nãy cô nói đấy, là mình sẽ gửi bài đấy cho con này. Cái thứ hai là trong sách có bài này đấy, trong sách có bài này đúng không? Thì mình sẽ luyện đọc cho cô bài này nhé, luyện đọc to ấy, luyện đọc to. Đấy, và được thì mình sẽ nhìn qua và mình dịch miệng thôi. Dịch miệng thôi, hiểu bài để hiểu bài thôi nhé, không cần biết là vở đâu. Bạn sẽ luyện ở nhà đọc to cho cô bài này nhé, hôm sau cô sẽ yêu bạn đọc. Ok? Yes. Và cũng học, cố gắng học thuộc các từ mới. Đấy, và các mẫu câu. Ok, so I will have to go now. Thank you so much. And see you next time. Bye bye. See you next time. Bye bye. Yeah.